Để đảm bảo an toàn từng bước ổn định đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tỉnh Thanh Hóa đã thông qua các nghị quyết đầu tư dự án sắp xếp ổn định dân cư cho 6 bản trên địa bàn huyện Mường Lát. Bản Suối Lóng, xã Tam Trung, huyện Mường Lát là bản đồng bào Mông. Không chỉ đất đai cằn cỗi, tập quán canh tác lạc hậu, mà nỗi lo về thiên tai luôn thường trực, khiến người dân bản Suối Lóng không yên tâm sinh sống và sản xuất. Do vậy, bản có đến 95% số hộ nghèo và cận nghèo. Bà có cái suối từ chạy từ trên kia xuống đây là nó chảy rất to. Nhưng là mới đừng là mưa là ban quản lý phải tổ chức di dời các hộ khẩn cấp tập trung ở khu nhà văn hóa. Một số là bố trí ở khu nhà trường để cho nó an toàn cho bà con. Khi nào tạnh mưa thì bà con chạy lại về nhà. Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết, huyện Mường Lát đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án. Hiện nay, huyện Mường Lát đã xác định được vị trí dự kiến đặt 6 khu tái định cư. Xã thì cũng vận động bà con là một là cái tâm lý để di chuyển đến nơi ở an toàn. Cái thứ hai nữa là liên quan đến đất đai của các hộ, bởi vì là bây giờ đất trống thì không còn, cho nên là liên quan đến đất 02 và một số đất vườn khác thì xã và huyện thì cũng có cái tác động là vận động các hộ đó là trả lại đất cho nhà nước để hỗ trợ một phần nào đó, rồi là sẽ là làm khu tái định cư cho các hộ đang ảnh hưởng. Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát cho biết, do đặc thù về địa hình nên các khu tái định cư phải bạt đồi để xây dựng, làm mới hạ tầng giao thông, điện nước sinh hoạt, nhưng kinh phí thực hiện lại đang được áp dụng theo mức xây dựng mặt bằng chung của tỉnh. Do vậy, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Thực tế như vậy thì huyện Mường Lát cũng rất là muốn đề nghị với tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm và phải có một cái cơ chế riêng và khảo sát để cấp cái nguồn kinh phí trên thực tế chứ không theo cái mặt bằng chung. Thì huyện Mường Lát mới có thể thực hiện được cả cái khu tái định cư một cái hiệu quả và kịp thời đúng giống như một cái nghị quyết đã đề ra. Đảng và nhà nước cũng lên khảo sát quan tâm đến bà con từ năm ngoái về đây. Là bà con cũng mong là sắp xếp cho nó nhanh một tí để bà con ổn định cuộc sống và nhà ở an toàn. Việc sắp xếp ổn định dân cư tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có ý nghĩa rất quan trọng đối với huyện Mường Lát, được người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đón nhận đánh giá cao, bởi không chỉ giúp họ có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, mà còn góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới